Xin đi đòn mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 10 2024, Xin đi đang ở huyện Tân Thành trên quốc lộ 51. Thì cái hướng này là chúng ta về Vũng Tàu anh chị. Còn khoảng 34 km khi mà chúng ta đi ngang qua Long Hương rồi sau đến Bà Rịa, cầu Gò Mây. Thì hôm nay thì Sunny cũng rất lâu rồi Sunny không có đi vào cái hướng ngay chỗ bán đảo Long Sơn để qua Gò Găng để về Vũng Tàu. Thì trong tương lai sẽ có một con đường ven biển nối từ cảng Cái Mép, sau đó qua bán đảo Long Sơn để về với lại ngay chỗ cái cầu Cửa Lấp, khu Chạy Nhái đó, qua Phước Tỉnh, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm. Thì hôm nay Sunny sẽ đi về Vũng Tàu bằng cái đường bán đảo Long Sơn nha. Rồi Sunny cũng mời anh chị chúng ta cùng đi nha. Thường đó thì chúng ta sẽ đi về Vũng Tàu qua cái hướng Bà Rịa anh chị, Long Hương, Bà Rịa. Nhưng hôm nay là Sunny sẽ đi cái hướng này thì nó sẽ ngắn hơn khoảng 10 km anh chị ha. Rồi, ok. Đường quốc lộ 51 thì cái đoạn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì nó vắng xe hơn so với cái đoạn ngay chỗ Long Thành Đồng Nai. Tại vì nó có một cái cảng ngay chỗ Phú Mỹ đó, cảng Cái Mép, rồi xe container rất là nhiều, nhưng mà về đây thì thông thoáng rồi anh chị. Cái đoạn đường này thì cho chạy 90 km một giờ nên cũng cảm thấy rất là thoải mái. Hiện tại thì cũng đang làm con đường đó, đường ven biển, thì không biết là như thế nào rồi. Hôm nay Sunny cũng cập nhật, cũng 3 năm rồi Sunny chưa đi lại con đường bên bán đảo Long Sơn rồi đi qua Gầu Găng. Sau này thì nó sẽ kết nối với lại cao tốc luôn anh chị ha, Biên Hòa Vũng Tàu ngay chỗ con đường ven biển đó, thì lúc đó đi lại nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì đoạn ở Vũng Tàu tới giáp ranh với Đồng Nai là chán nhựa xong hết rồi anh chị, nhưng mà Biên Hòa thì còn rừng chưa giải tỏa để đưa cái mặt bằng cho người ta làm nữa. Bên Đồng Nai thì nó hơi chậm. Hôm nay thời tiết thì nó ảnh hưởng bão đó anh chị, nên nó âm u lắm. Nếu mà anh chị đi Vũng Tàu thường đó thì để đi vào bán đảo Long Sơn đó thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái trạm thu phí cũ. Bây giờ con đường này thì hết thu phí rồi anh chị ha. Trạm thu phí ngầm quẹo phải thôi. Con đường đó rất là đẹp anh chị, vắng xe đẹp lắm. Rồi nó đi ngang qua nhà thờ lớn Long Sơn, rồi đi qua ruộng muối, rồi rừng ngập mặn. Rồi ở đây đoạn này thì chúng ta có một cái trạm thu phí đây. Mấy hôm nay thì cứ thời tiết thì nó có ảnh hưởng bão nên nó mưa suốt rồi. Đây, góc này là trạm thu phí cũ đây anh chị. Thì để mà đi
Long Sơn thì chúng ta sẽ có thưởng thức hải sản bằng làng bè Long Sơn. Trạm thu phí rồi, tới đây thì chúng ta sẽ quẹo bên phải anh chị ha, để chúng ta vào bán đảo Long Sơn. Đi thẳng là về Long Hương đó anh chị, Long Hương rồi đi cái hướng Bà Rịa cầu Cỏ Mây. Không biết là anh chị có thưởng thức hải sản ở bán đảo Long Sơn, làng bè Long Sơn chưa chị ha. Giá cả thì nó cũng phải chăng lắm, nó có menu rõ ràng. Thì cái làng bè thì nó nằm trên dòng sông, rồi có những chiếc ghe đó, ghe lớn đó, đi cũng rất an toàn để đưa chúng ta ra làng bè thưởng thức hải sản rồi đưa chúng ta vào. Bây giờ Sunny sẽ quẹo phải anh chị ha. Đường Long Sơn thì hồi nhỏ thì cách đây khoảng 40 năm đó, thì cái việc mà đi qua Long Sơn thì cũng rất là khó khăn, toàn lại đi đò thôi. Ngay chỗ cái một là chúng ta đi từ Bến Định, hai là chúng ta đi từ Bến Xúc để đi qua. Nhưng mà sau này nó có đường rồi thì tương lai thì ở đây thì cũng có những cái dự án như là một nhà máy hóa lọc dầu, lại có một dự án là sân bay Vũng Tàu. Thì cái việc có những cây cầu bắc qua những cái rừng ngập mặn, việc đi lại nó cũng dễ dàng. Và cái hướng ngay chỗ Vịnh Gành Rái, lòng sông Lòng Tàu đó, thì nó có những cái cụm cảng. Và ở đó nó có một cái đi thẳng sâu vào bên trong thì nó có một cái cảng nước sâu, cái mép. Đó là một cảng nước sâu thì Mỹ cũng đang dự kiến đầu tư lớn ở cái mép. Nên chính vậy thị xã Phú Mỹ tương lai sẽ trở thành thành phố anh chị ha, thành phố cảng. Chúng ta cứ một con đường độc đạo, rất là mở, rất là nhiều con đường. Một cái tour khép kín, ví dụ như anh chị đi Vũng Tàu thì tắm biển rồi xong vui chơi, rồi trên đường về Sài Gòn đó, trưa mình đi trả phòng sớm, rồi mình sẽ đi về làng bè Long Sơn, mình thưởng thức hải sản rồi về lại Sài Gòn, khép kín một cái tour. Thì một lát chúng ta đi ngang qua nhà thờ lớn đạo ông Trần, thì thờ ông có công khai khẩn lập ấp lập làng và lập đạo đạo ông Trần. Ngày xưa mà hồi nhỏ Sunny ở Vũng Tàu đó, thấy những người mặc áo bà ba đen, tóc thì búi lên, đi chân trần, lúc đó sợ lắm anh chị, đâu có biết. Nhưng mà sau này mới biết họ từ bên Long Sơn họ đi qua Vũng Tàu, họ đi mua những thực phẩm đồ đó. Rồi mình lên cầu.
một cái khu dân cư nhỏ lắm chị, ven theo cái đỉnh núi thôi, ven theo cái triền núi nè, họ sống quanh ở đây, cốt yếu là người ta đi đánh bắt hải sản rồi nuôi hải sản làng bè, dựa vào những cái dòng sông này nè, đó, người ta nuôi. Ở đây là nước mặn anh chị ha, mấy cái dòng sông này gần biển mà. Nó có những cái homestay và cái nghề làm muối. Những con đường được mở ra, ví dụ bên phải nè, có con đường mở ra chạy thẳng, mới mở sau này thôi. Không khí ở đây rất là trong lành, mát mẻ, gần biển mà, ngay chỗ Vịnh Vành Rái. Nếu mà chúng ta nhìn bản đồ đó, Vịnh Vành Rái rồi phía bên bên kia đó là Cần Thạnh, Cần Giờ, rồi đi xuống chút xíu nữa là Gò Công, biển Tân Thành, Gò Công. Dự kiến thì trong tương lai thì nó có sẽ có một con đường nó xuất phát kết nối lại điền ven biển đó này anh chị, kết nối cảng Cái Mép rồi cảng những cái cảng ở trên dòng sông Lòng Tàu đó, rồi xong sẽ đi theo con đường này để đi về cái hướng ngay chỗ Long Hải, Phước Hải, Hồ Cốc, Hồ Tràm, Phước Tỉnh rồi đó. Rồi đi ra Phan Thiết luôn, còn một con đường ven biển rất là đẹp. Anh chị thấy nhìn cây cối ha, xanh tốt. Cuộc sống thì ở bán đảo này rất là bình yên. Và một số người dân người ta dựa vào lượng khách du lịch nè, ta mở quán ăn, quán nhậu, bên phải là bến đá, còn bên trái là bến điệp để chúng ta về thành phố Vũng Tàu. Vũng Tàu gọi là đi cấp đó, ô cấp đó chị, nó đập chạy từ cái cấp sinh rắc, một cái tên tiếng Pháp, cấp sinh rắc. Rồi có những cái quán như quán cây dừa nè, và có những ở đây thì có hào anh chị ha, đặc sản hào. Hào thì có nhiều cái món như là hào sữa mà chiên trứng á, ngon, rất là ngon, hoặc lăn bột chiên, hoặc là cháo hào, rất là ngon anh chị. Hải sản ở đây thì rẻ lại tươi sống. Thì để nhà thờ lớn Long Sơn đó, thì hôm nào đến ngày lễ thì Cindy sẽ thực hiện, thì nó sẽ chia sẻ nhiều hơn. Hôm nay là chúng ta đi để chúng ta coi con đường nó như thế nào thôi, làm tới đâu rồi. Đặc biệt là cái đoạn Gò Găng, ở đây là bán đảo Long Sơn là anh chị, khu dân cư, con đường cũng rất nhỏ thôi. Cái đoạn mà bắt qua Gò Găng đó, mình đi qua cái khu rừng ngập mặn đẹp lắm. Giờ không biết là có mở rộng hay là như thế nào chưa. Và dọc trên con đường đó thì cũng có băng qua những cái dòng sông, cũng làng bè Gò Găng, rồi những cái ruộng muối thẳng tắp. Người khai khẩn, có công khai khẩn vùng đất này, lập ấp lập làng khẩn hoang đó, thì ông gốc ở Hà Tiên, Kiên Giang. Sau một cái thời gian kháng chiến chống Pháp thất bại rồi, ông trốn sự truy lùng của Pháp đó, rồi ra đây cùng với người dân ra đây bắt đầu lập ấp lập làng. Từ từ dân tứ xứ đổ về đây làm ăn, buôn bán biết bao nhiêu thế hệ rồi. Đây là cái khu vực trung tâm anh chị, có những cái chợ nè, quán cà phê đây,
cái khu vực này để vô chợ, và buổi sáng thì nó có đây bé chín nè, dừa hải sản nè, bé dừa này bán cũng lâu lắm rồi. Đây cái khu vực nhà thờ lớn bên phải anh chị, bên trái là những cái buổi lễ đó của nhà thờ lớn Long Sơn. Đây là cái bãi giữ xe, có cái công viên, ăn uống rất là nhộn nhịp, bà con khách thập phương về đây viếng và cũng tìm hiểu đạo ông Trần. À, bên phải anh chị ha, đó nguyên cái nhà mà ngói đó, thì hẹn anh chị dịp sau nha. Nhà lớn Long Sơn, dịp sau sẽ chia sẻ với anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đi qua Gò Găng để về với quốc lộ 51 về Vũng Tàu, về ông Từ. Bây giờ đường xá Vũng Tàu nó cũng thay đổi lắm. Ngày xưa anh chị nhớ nếu mà đi Vũng Tàu chỉ có con đường độc đạo thôi, cầu Cỏ Mây, rồi ẻo ông Từ tới Cắt Lỡ, Rạch Dừa, tới ngã tư Giếng Nước. Bây giờ nó có một con đường thẳng tắp để đi về cái hướng bãi sau luôn anh chị, băng qua cái đài Liệt Sĩ đó, bên phải là ruộng muối đó. Ở đây mà khi mà cái mùa thu hoạch muối mà bay lây cam ở đây đẹp lắm. Giờ người ta cho nước vô và con đường anh chị thấy đẹp không? Cái này họ mới mở rộng anh chị ha, nhưng mà cũng chưa có vẽ những cái len đường, nhưng mà rộng, cái này quá rộng so với ngày xưa này. Đó, chúng ta đi thẳng luôn, chạy bon bon. Ở đây là trời xanh thì quá hay rồi. Cuộc sống ở đây nó bình yên, nó nhẹ nhàng lắm anh chị. Nói chung là sống ở đâu quen đó. Thì đây là cũng là một cái tour để những anh chị mà có đi Vũng Tàu đó thì ghé qua đây. Nó có những cái làng bè, ví dụ như những cái chân cầu này nè. Vì hồi nãy là chúng ta đi bến đá đó, thì nó có một cái nơi bến ghe để chúng ta ra làng bè cái hướng Long Sơn. Còn ở đây những cái chân cầu thì có những cái nơi mà bến ghe để đưa ra cái làng bè. Đây là con đường mang tên là Hoàng Sa, con đường anh chị thấy, và những cây cầu bắc qua những cái dòng sông, qua những cái rừng ngập mặn, nước sú quẹt rồi rất là nhiều. Nó nhìn giống như cái hình, nó nhìn giống như Vịnh Hạ Long anh chị. Đất sình mà, đất ở đây đất phù sa mà. Nguyên một cái dưới, nguyên một cái làng bè. Đây là cầu Chà Và anh chị ha. Xa xa đó là núi mà cái hướng Minh Đạm đó, phía Long Hải, Phước Hải, đèo Nước Ngọt đó. Sau này con đường này nó thẳng và nó dông ra cái hướng bên phải núi đó, rồi dông biển luôn, đẹp lắm. Con đường được mở rộng rồi, mấy bữa xin đây đi đó thì cũng lâu rồi, lúc đó còn hẹp té à. Đó, đây là nguyên một cái rừng gặp mặn nè. Rồi đó, đây là cái khu vực làng bè nè anh chị. Đó, nó có những chữ làng bè đó. Mình xuống dưới thì nó có chiếc ghe làng bè Như Ý rất là nhiều. Làng bè sông Chà Và kìa. Đó, lối đi xuống bè. Và nơi đây thì đi lối đi xuống bè thì có xe hơi chạy thẳng tới cái bến luôn anh chị ha. Rồi người ta giữ thôi, mình lên làng bè thưởng thức thôi. Đường
thì mới trải nhựa, chưa cũng chưa làm lề, cũng chưa trồng bông hoa. Con đường ven biển như vậy là quá đẹp rồi anh chị ha. Thì khi mà tới quốc lộ 51 đó, thì nó sẽ tương lai nó sẽ có một con đường thẳng chạy ra cái hướng Cửa Lấp, rồi nó đâm xuyên qua bên Phước Tỉnh, rồi đi về Long Hải anh chị. Hướng đó cũng đang làm. Xin đi cái đoạn này để chia sẻ với anh chị, và cũng sơ sơ để mình cập nhật. Lâu quá mình không đi, mình cũng cập nhật chính thì cập nhật những cái thông tin để cho Sunny biết thêm thôi. Quê mình đi để mình biết. Con đường quá đẹp luôn anh chị ha. Để gợi ý thì anh chị đừng có ăn bằng những cái nhà hàng ở trên. Mình đi tới đây rồi mình sẽ đi thưởng thức hải sản làng bè thì nó hay hơn. Ngồi trên sông nước, dòng sông ở đây thì anh chị biết là nó không ô nhiễm anh chị ha. Không ô nhiễm, người ta nuôi hải sản luôn mà. Cá tươi, ốc, cá rồi tươi, nó không có ô nhiễm. Nước thì nó trong xanh. Thì ở đâu thì mở, ở đâu có dự án thì ở đó đất đai nó cũng lên anh chị. Đa số là những nhà người ta có tiền đó, là ở Sài Gòn xuống đây người ta cũng mua, hoặc là người Vũng Tàu qua đây cũng mua rồi để đó thôi, để tương lai sẽ bán. Chứ giờ thì nói chung là thua, bất động sản giờ không có bán được đâu. Người ta gọi đóng băng á, bán cũng hay mua nữa. Nói chung là nhà cửa rồi ở Việt Nam bây giờ nó cao lắm. Nhiều khi nhẩm đi nhẩm lại, bỏ để dành tiền lương thì không biết chừng nào mà có một cái nhà, có một chiếc xe hơi. Khó lắm. Hỏi anh chị với lương công nhân ha, lương công nhân bây giờ 7-8 triệu, tăng ca cho 10 triệu đi, rồi chi phí thì gói ghém để dành được 2-3 triệu một tháng, năm được cứ cho là 30 triệu năm đi, 10 năm là nhiêu đó. Rồi xe nó đi như vậy sao, đi chậm quá. Rồi đá đèn xi nhan vượt nữa. Cái đoạn ở đoạn này thì rừng ngập mặn, và men theo những cái dòng sông là làng bè. Và khi mà ra làng bè rồi mình thăm thú cũng hay, người ta nuôi đó anh chị, người ta nuôi họ bán cho mối lái xuống tận họ thu đó. Anh chị thấy trước mặt nguyên một cái rừng ngập mặn không, những cái đầm phá nè. Chờ cái đoạn đường cây cầu này còn nhỏ thôi, cái đoạn đường này quá rộng nè. Và tương lai người ta làm cái lề bên phải nè, bên trái nè, nó lót gạch rồi trồng cây rồi anh chị đó. Những anh chị thấy rừng ngập mặn mấy cây đước, anh chị thấy cái hình này đẹp không, xú vẹt á, nó tròn tròn giống như Vịnh Hạ Long thu nhỏ nè. Hôm nào thì xin đi về Vũng Tàu lâu lâu, đi xe gắn máy qua đây khám phá cùng với anh chị, chia sẻ nhiều hơn. Hôm nay tự nhiên đang đi định ra đi cái hướng Bà Rịa với Long Hương Bà Rịa chứ thôi, đi cái này để quay chia sẻ cùng với anh chị.
Rồi, trước mặt anh chị đó là quốc lộ 51, máy trái là về với Bà Rịa, bên phải là về ông Từ. Và tương lai ở đây là cái ngã tư anh chị ha. Người ta làm một con đường ở phía trước đó. Và con đường đó đâm thẳng về cái hướng cầu Cửa Lấp, kết nối là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu luôn anh chị. À, chúng ta quẹo đây để về Vũng Tàu. À, đây là cái hướng về ẹo ông Tư. Ở Vũng Tàu thì có những con đường có cái dạng bông giấy, thì anh chị biết bông giấy mà mùa nắng đó, nắng thì nó nở rộ luôn đó, đẹp lắm. Đến đoạn này là đèo ông Từ nè anh chị. Sunny sẽ thay vì quẹo phải là về cắt lỡ gì ha, Sunny sẽ đi thẳng luôn để chia sẻ anh chị đường mới. Bây giờ là con đường bên phải là về cắt lỡ Rạch Dừa là con đường phụ rồi. Khách du lịch thường thường là dùng con đường này là chính nè, đó, để đi về Vũng Tàu. Sunny sẽ tiếp tục một đoạn để chở anh chị về Vũng Tàu nhé, cập nhật con đường mới. Anh chị thấy đường xá Vũng Tàu ngày hôm nay rất là khác lạ anh chị ha, đường rộng, cứ đi từ cao tốc mà Sài Gòn Long Thành Dầu Giây xong tới quốc lộ 51 thì nó cũng kẹt xe dữ lắm, nhưng mà khi mà về tới địa phận Bà Rịa Vũng Tàu thì đi nó thoải mái rồi anh chị. Sợ nhất là cái đoạn quốc lộ 51 cái chỗ Long Thành đó kẹt kẹt cứng luôn. À, bên trái thì chúng ta về Cửa Lấp nha anh chị, cầu Cửa Lấp để qua Phước Tỉnh, và tương lai thì nó sẽ kết nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu tới ngay chỗ cái đoạn cầu Cửa Lấp đó. Còn bên phải là mình về cái hướng quân sự 3 vành đai phi trường Vũng Tàu, còn ở đây thì Sunny sẽ đi về cái hướng đồi Ngọc Tước, về cái khu vực bãi sau.
Vũng Tàu cũng hình như là nãy cũng mới mưa xong. Con đường này thì cho chạy 90 km/h, nhưng nó có đoạn thì 70. Nó có một cái ngã tư mà gần khu dân cư đó anh chị. Thì 70, sau đó là 90. Thì đối với Vũng Tàu thì nó rất là gần Sài Gòn. Giờ đi lại nó cũng tiện lắm. Có nhiều cái hướng đi, ví dụ như đi cao tốc cũng được, đi đường biển hoặc để đi đường phà. Đường biển thì nó có phà Cần Giờ và mấy bữa Sunny có chia sẻ với anh chị đó. Đi qua phà để đi về cái hướng Nhân Trạch cũng được, và Cát Lái. Ngày trước ở đây là con đường Đồng Cát Rừng Dương, thì anh chị cũng biết là Vũng Tàu ngày xưa là đi tới Vũng Tàu là Đồng Cát Rừng Dương, nhưng mà sau đó thì họ làm một con đường này nè để tách ra khỏi con đường đi qua Cát Lỡ, Lạch Dừa, để cho cái việc đi lại thuận lợi. Cái hướng mé bên trái là con đường có những con đường mòn để chúng ta đi ra biển, biển mà nó gần với Chạy Nhái. Chạy Nhái không phải là ếch nhái anh chị ha, ngày xưa là trung tâm huấn luyện người nhái trước năm 1975 đó, ta gọi là Chạy Nhái. Thank you.
Tới đây là cái khu vực Chí Linh gì. Trường cán bộ xây dựng nông thôn ngày xưa đó. Sunny sẽ chở anh chị tới đồi Ngọc Tước nha, đài liệt sĩ đó, ngay chỗ gần con đường Đinh Tiên Hoàng, này là bộ sáu trường Đinh Tiên Hoàng đến về cái khu vực đó, và Sunny sẽ kết thúc. Nó có một cái bồn binh rất lớn, ngày xưa là đồng cát thôi, những con đường nhỏ để đi ra khu vực bãi sau, cái khu mà quân sự của Úc Đại Lợi. Chứ ngày hôm nay thì cái mảnh đất quân sự Úc Đại Lợi, những cái đồng cát thì nó nhường cho một cái khu dân cư, rồi những khách sạn building ở dọc khu vực bãi sau, nó không còn đường dương nữa. Cái hướng này đó, trước mặt anh chị đó là bồn binh, bên phải là chúng ta có con đường quân sự 3 huyện An Ninh để chúng ta về với lại ngã ba phi trường và về với ngã tư giếng nước, về Bình Định, bên trái là về khu vực bãi sau. Rồi đi thẳng là ngã tư giếng nước. Ý quên, xin lỗi anh chị, đài liệt sĩ. Đài liệt sĩ đồi Ngọc Tước đó. Cứ nói lộn nói lại anh chị ha. Ngày thường thì khách du lịch cũng vắng, chỉ có ngày cuối tuần thôi, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là đông. Chỉ được có mấy ngày cuối tuần là Vũng Tàu rất là đông, rất là nhộn nhịp, đầy xe cộ, nhưng mà mấy ngày thường vậy là vắng, đường xá đi nó thoải mái lắm. Mình tới thành phố Vũng Tàu rồi đó, thành phố biển Vũng Tàu. Và xa xa đó là đồi Ngọc Tước, đài liệt sĩ. Và tới đây là Sinh Y cũng rất là vui chia sẻ với anh chị đoạn đường đi từ bán đảo Long Sơn để về Vũng Tàu, thay vì mình đi cái hướng Bà Rịa, Cầu Cổ Mây. Và tới đây thì Sinh Y cũng rất là vui, chính mình cập nhật được con đường bên bán đảo Long Sơn như thế nào, và cũng chia sẻ với anh chị để anh chị có cái nhìn mới đường về Vũng Tàu. Sinh Y cũng thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau, và cũng quên kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại. Để quẹo con đường Nguyễn Tri Phương, bây giờ là mang tên là Lê Hồng Phong, để chúng ta về ngã năm nha anh chị. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại trong video clip sau.